Xuất trên đẹp xin chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay mình có hai cái sản phẩm mà nó phục vụ cho anh em gọi là chúng ta chơi gym Thái nha. Thì đây là cái bộ nhất là bộ nắp chụp gấp, anh em ha, bộ nắp chụp gấp của gym Thái. Và thứ hai là bộ cao su chặn gấp của gym Thái luôn, cao su đỡ sên đó nè. Thì đây mình sẽ mở ra cho anh em coi, cái này là mới 100% nha, mới 100% trong bịch của Thái luôn. Đấy, thì cái này mình cũng hơi bất ngờ cái là nó có luôn nè, mình tưởng đâu là trước giờ nó chỉ có Việt Nam thôi mà không ngờ nó có nha. Nó có mã này có luôn, mà có cái nó cũng không rẻ lắm nha, theo mình thì cũng không rẻ lắm, một miếng nhựa như vậy mà nó tới 65.000 nó cũng hơi mắc nha. Đây đây là cái cao su chụp gấp, cái này thì anh em biết rồi, cái này thì nó đắt chưa giờ rồi. Cái này thì một cặp của nó tới 100.000 một cặp lận. Còn cái này thì nó là 65.000 một cái. Thì theo anh em là đắt hay rẻ nha. Thì đạt thì thấy nó hơi mắc, nhưng mà đồ Thái mà anh em chúng ta chơi em phải chấp nhận thôi. Theo mình thì nó hơi mắc. Như cái chụp gáp này thì anh em chúng ta mua về anh em chụp vô. Đây này, cái nút này ở hai bên cái gáp này. Được ha. Để mình sẽ lấy cho anh em coi. Đây là cái gắp nha, mình sẽ lấy cái gắp ra mà mình coi cho anh em coi. Thì khi anh em mua một cái gắp mới về thì nó sẽ chưa có cái phần cao su chụp này. Đây, nó sẽ có hai cái lỗ ở đây. Nó sẽ có cái lỗ ở đây và nó chưa có cái cao su để chụp vào. Thì cái cục cao su này nó có nhiệm vụ là thì mình sẽ bịt vào cái nắp này. Cho thứ nhất là nó đảm bảo tính thẩm mỹ, thứ hai là nó chặn nước anh em, nước đỡ vào ha. Đó. Còn nói về cái lỗ này thì lý do tại sao nó làm cái lỗ này thì Đạt cũng không biết là tại sao nữa. Mình không biết tại sao nó làm cái lỗ này ha. Đấy, nhưng mà cái mục đích công dụng của cái nắp chụp này là để chụp vào chỗ đó. Thì một cặp của nó sẽ là 100.000 một cặp. Hơi mắc, theo mình là hơi mắc. Nhưng mà giá bên Thái nó nhập về sao thì mình bán cho anh em như vậy. Yên tâm, vẫn là giá rất cạnh tranh cho anh em. Còn đây là cái phần cao su nhựa trắng này. Cao su này đỡ sên nha anh em nha. Mình sẽ gỡ ra cho anh em coi hết hai cái luôn. Thì nói về chất lượng đồ Thái thì anh em yên tâm. Anh em nhờ anh em hỏi là cái này thì Thái Việt nó khác nhau do thì mình lúc đầu mình cũng nói với anh em là Thái Việt thực ra không khác nhau gì, nhưng mà khi mà buổi trưa này mình cầm vô cái này á thì nó khác nhau. Nó có loại 1 nữa, anh em muốn chơi loại 1 thì cũng có 20.000 một cái thôi. Nhưng mà loại 1 thì nó mỏng lắm. Loại 1 thì nó nhựa trong, còn loại này thì nó là nhựa đục. Đây. Đây là cao su đỡ gấp nha anh em nha. Cái một miếng này là 65.000 một miếng, nhưng mà nó dày, nó rất là dày luôn. Mình thấy nó dày mà nó dẻo lắm. Này, nó dày và nó dẻo. Thì cái này là 65.000 một miếng nha. Còn đây, đây là cao su chụp gấp này. Cái này thì nó là 100.000 một cặp. Đây nè ha. Cái nút như vậy là 100.000. Theo mình là hơi mắc, nhưng mà đồ Thái mà anh em, đồ jean thì đương nhiên nó phải mắc rồi. Đó, thì anh em nào chúng ta cần thì anh em hãy quan tâm liên hệ với mình nha. Sản phẩm này thì bên mình cam kết với anh em là đúng hàng, chuẩn cho anh em, không phải hàng loại 1, loại 2 nha. Do này là giá nó sẽ hơi nhỉnh hơn một chút, nhưng mà anh em mua đảm bảo cái chất lượng sử dụng anh em lâu dài cũng như là cái độ đẹp của nó, độ dày của nó nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Anh em nào cần liên hệ số điện thoại của Đạt 0915 434 913. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em vào những video tiếp theo nha.